Hôm nay mình xin giới thiệu với lại cả nhà một cái siêu phẩm cực kỳ cao cấp của Hàn Quốc, đó là viên thiên sâm đông trùng hạ thảo king size. Trước mắt anh chị em là hộp 180 viên phiên bản Super Platinum bản VIP chất lượng nhất hiện nay của Hàn Quốc. Viên thiên sâm đông trùng hạ thảo king size, đây là cái sản phẩm ra đời tháng 8 năm 2020, bản limited edition, bản giới hạn toàn cầu. Đó, và các bạn lưu ý là cái sản phẩm này nó được làm từ những cái tinh chất của đông trùng hạ thảo cao cấp và những cái củ sâm núi 6 năm tuổi có chất lượng tốt nhất hiện nay để làm ra viên thiên sâm đông trùng hạ thảo king size. Thì đây là sản phẩm tốt nhất hiện nay của Hàn Quốc, và các bạn lưu ý giúp mình là sản phẩm này á, là được các cơ quan ban ngành của Hàn Quốc đã khẳng định một cách rất là chắc chắn, đó là nó rất là tốt cho việc phòng chống ung thư, và cái thứ hai nữa là chống lão hóa, kéo dài tuổi thọ. Ngoài ra sản phẩm còn rất tốt cho những người bị gút, bị tiểu đường, bị mỡ máu, bị bệnh gan hay là bị bệnh thận. Đặc biệt là bác nào mà bị bệnh hen suyễn và bệnh phổi thì dùng cái viên thiên sâm đông trùng hạ thảo này thì nó cải thiện được rất nhiều, phổi rất sạch, rất khỏe. Đấy, có thể hoạt động và lấy được nhiều oxy hơn rất nhiều. Bởi vì trong những cái thành phần của đông trùng hạ thảo và thành phần của những củ sâm núi 6 năm tuổi cao cấp, nó có những cái dược chất có thể cải thiện được sức khỏe rất tốt cho những ai dùng. Thì hộp này là hộp cao cấp 180 viên hiện nay. Đó, giá của nó niêm yết thì chúng ta biết được giá của nó niêm yết trên thị trường và trên cái hệ thống Never của Hàn Quốc, là cái kênh kiểm duyệt và kiểm định cái chất lượng hàng chuẩn nhất hiện nay của Hàn Quốc cũng như trên thế giới, thì giá niêm yết của nó là 450.000 won, thì tương ứng với lại khoảng tầm 9 triệu tiền Việt. Đó, thì những bạn nào mua cái sản phẩm này thì nếu như mà săn sale được thì rất là may mắn, còn ngoài ra thì rất là hiếm, đúng không ạ? Đó, thì đây là một sản phẩm rất là cao cấp, và hôm nay mình muốn review một chút như thế để anh chị em có thể nắm bắt được cái tính chất của sản phẩm nhé. Đó, viên thiên sâm đông trùng hạ thảo king size, đây là những cái con đông trùng hạ thảo king size VIP nhất hiện nay, to nhất Việt Nam hiện nay. Đó, những củ thiên sâm được kết hợp làm sản phẩm cao cấp này. Đó, anh chị em có nhu cầu thì chúng ta có thể tìm hiểu nó, bởi vì đây là sản phẩm thượng hảo hạng phiên bản giới hạn toàn cầu, và mỗi một người thì xứng đáng một lần trong đời mình được dùng nó, đúng không ạ? Nếu như may mắn, không phải là có tiền chúng ta mua được đâu ạ. Nó rất hiếm và rất nhiều năm rồi chúng ta mới có một cái phiên bản cao cấp nhất từ trước tới nay như thế này của Hàn Quốc. Rồi, cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi ạ.